1 2 5 6 7 8 9 10 1 2. Chào mừng các bác, em đã quay trở lại với kênh YouTube Thùng Audio Hải Dương và liên tiếp tục sóng cho anh em mẫu sản phẩm Lecoptic Epic 13 Max. Đây là phiên bản vang cơ, hàng chính hãng của nhà phân phối Lecoptic. Có rất nhiều anh em hỏi em Tùng về cái dòng sản phẩm này rồi, và em cũng đã thông báo cho anh em cũng như là chúng ta khi mà gọi điện đến Tùng Audio thì đã nhận được sự tư vấn của một sản phẩm Lecoptic Epic 13 Max bên Tùng Audio. Và cơ bản ấy, nếu như các bác em đi chọn lựa trên thị trường âm thanh ấy, thì hiện tại nếu như các bác đi tìm những phiên bản như FX8 hay là FX9 của Lecoptic thì dường như là chúng ta sẽ không tìm được phiên bản hàng chuẩn chính hãng nhất, bởi hiện tại thì đã, những cái phiên bản đó dường như là đã không còn sản xuất nữa rồi. Và duy nhất phiên bản hiện tại mà đang lưu hành trên thị trường âm thanh đó chính là Lecoptic Epic 13 Max. Và làm sao để chúng ta tìm được một mẫu sản phẩm hàng chính hãng và chất lượng thì em cũng đã chia sẻ cho anh em chúng ta cách để chúng ta kiểm tra hàng chính hãng cũng như là cách để các bác lựa chọn được phiên bản hàng chuẩn nhất của Lecoptic. Và ngày hôm nay thì cùng với em trải nghiệm lại một nữa với mẫu sản phẩm Lecoptic Epic 13 Max. Đầu tiên đây thì cũng xin được gửi cho anh em khách hàng đã và đang quan tâm đến mẫu sản phẩm Vancouver số chính hãng của nhà phân phối Lec nha. Đây là phiên bản giao diện của Lecoptic Epic 13 Max cho anh em ạ, từ hộp hình thức này cho đến phiên bản thiết kế. Lecoptic Epic 13 Max sẽ là phiên bản màu vàng gold, màu rất là sang cho khoát gia đình. Anh em hoàn toàn có thể phối đồ với những phiên bản màu sáng để các bác em có một không gian khoát gia đình, thứ nhất là sang trọng, thứ hai nữa là chế độ chuyên nghiệp anh em có thể căn chỉnh rất dễ dàng, và thứ ba nó sẽ hỗ trợ cho anh em trong việc chúng ta sử dụng karaoke gia đình ấy, chế độ eco ngọt hơn, và chúng ta sử dụng hát karaoke gia đình và cảm thấy là nó thực sự là hay hơn so với chúng ta sử dụng ghép lối bằng thiết bị âm thanh thông thường, đặc biệt là với âm ni. Với Lecoptic Epic 13 Max sẽ có đầy đủ các tính năng, bao gồm các tính năng echo, delay, repeat, các giải bass mid-chep dành cho giải echo đây. Thì Lecoptic Epic 13 Max đương nhiên rồi, đó là dòng sản phẩm vang cơ, vậy nên là chủ yếu cái tính năng nó nằm gọn ở trên mỗi sản phẩm này đó chính là cái chế độ echo. Hay không hay nó sẽ thành bại do là cái tính năng echo này. Và tính năng tiếp theo là tính năng dành cho mic, bao gồm giải bass mid-chep, anh em thể căn chỉnh cái giải mic của các bác. Ví dụ như chúng ta sử dụng mic dây hay là mic không dây, anh em hoàn toàn có thể căn chỉnh được cái phần mic, cái tiềm phần tiếng mic ở trên vang cơ Lecoptic Epic 13 Max này. Thêm nữa là các giải bass mid-chep phần nhạc để anh em vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời với mẫu sản phẩm Vancouver số chính hãng và Vancouver chính hãng của Lecoptic. Anh em có thể lấy nhạc qua tất cả đường như là USB, cổng quang hay Bluetooth hoặc đường dây tín hiệu AUX ở mặt sau để anh em chuyển cổng ấn input cho em. Rất đơn giản là anh em ạ. Có thêm một cái khả năng chống hú rất là tốt khi chúng ta sử dụng FBX. Đây, một cái nút rất là quan trọng với những anh em muốn nâng cấp ấn mi. Ba tính năng thì dễ dàng sử dụng nhất rồi. Dường như là anh em nào cũng nhìn qua thì chúng ta cũng biết là cái tính năng này dùng để làm gì đúng không ạ? Echo tức là cái chế độ vang nhạy tổng, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc, và các bác chỉ cần vặn cho em làm sao cho nó phù hợp với cái độ nghe các bác anh em thôi. Ở Lecoptic Epic 13 Max thì sẽ có hai cổng cắm mic mặt trước và thêm một cổng cắm mic mặt sau, tổng cộng có 4 cổng mic, 3-4 cổng mic để anh em có thể cắm rất nhiều các loại mic khác nhau, như ví dụ anh em sử dụng mic dây hay mic không dây đều được cả. Ok, và bây giờ em cùng các anh em trải nghiệm từ chiếc âm thanh của dòng Vancouver số đứng top đầu thị trường Vancouver đứng top đầu thị trường âm thanh, đó chính là Lecoptic Epic 13 Max nha. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10. Ok, anh em đánh giá sao với phiên bản Vancouver số Vancouver Lecoptic Epic 13 Max ạ? Cái dòng phiên bản này ấy, thì là echo rất là ngọt ngào anh em ạ. Dường như là nếu như các bác em sử dụng những cái dòng vancouver thông thường thì các bác sẽ không trải nghiệm được tiếng chất âm thanh nó sôi động hoặc là nó tiếng ngọt ngào như dòng Lecoptic Epic 13 Max đâu. Ở cái chế độ echo của em này đang đứng top đầu phân khúc rồi. Các bác hát, các bác alo thử tiếng mic thôi, các bác sẽ thấy cái chế độ echo nó rất là ngọt, và khi mà chúng ta phát ra loa ấy, nó vang nhại vừa đủ cái độ nghe của các anh em, chúng ta nghe cảm giác nó lịnh tiếng hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng bằng âm ni thông thường. Và phiên bản này chắc chắn rồi, nếu như các anh em mua ở ngoài thị trường thì không bao giờ có mức giá dưới 2 triệu đồng. Đấy là một cái phiên bản hàng chính hãng, còn những cái phiên bản mà hàng nhái hay là hàng loại 2-3 thì nó có rất nhiều cái mức giá thành khác nhau để các bác anh em có thể kiểm tra, hoặc là chúng ta có thể là tham khảo ở trên thị trường âm thanh xem là phiên bản Lecoptic Epic 13 Max bên Tùng Audio và những cái phiên bản Lec ở bên các cái cửa hàng khác. Đấy. Và em nếu như các anh em đang cần mua một con phiên bản cơ chất lượng hàng chuẩn chính hãng, đặc biệt là dòng Lecoptic Epic 13 Max, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại là 0979629336 để nhận được ngay tư vấn cũng như được hưởng được mức giá tốt nhất với bộ sản phẩm này, và nhà em thì vẫn đang sẵn hàng của các anh em nhé. Video anh Tùng xin dừng lại tại đây, lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.